Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Tại sao lại ít người dùng mini PC đồng bộ đến thế? Về mặt lý thuyết đi, chúng ta hãy tìm hiểu về cụm từ PC thì anh em sẽ có thể hiểu chính xác là nghĩa personal computer hay là máy tính cá nhân, tức là với một combo hoàn chỉnh sử dụng máy tính để bàn hay là máy tính xách tay chúng ta đều có thể gọi là PC. Tuy nhiên ở Việt Nam thì mọi người lại hiểu riêng thành hai nghĩa. Laptop là những thiết bị mà chúng ta cần một cái thứ nhỏ gọn mang đi mang lại, và cái hai nữa PC là những cái thiết bị để ở trên bàn, là những cái dàn máy. Anh em có thể hiểu theo nghĩa nào cũng được, miễn là khi mà chúng ta nhắc tới những người xung quanh đều có thể hiểu được là chúng ta đang nói gì. Vậy thì mini PC là gì và mini PC có những cái loại như thế nào? Thông thường thì mình sẽ chia ra làm hai sản phẩm với cá nhân mình thôi. Mini PC chúng ta có thể nhìn thấy đây, chúng ta có thể search trên Google sẽ ra những sản phẩm giống hệt như này. Thì đây là những sản phẩm đồng bộ, và cái thứ hai nữa là những bộ mini PC chúng ta custom lại, những cái bộ gọi là kích thước main mini ITX này, đầy đủ những thành phần linh kiện, tất nhiên sẽ to những cái sản phẩm đồng bộ như này. Thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta hãy đề cập đến cái yếu tố là những cái sản phẩm đồng bộ. Vậy thì mini PC đồng bộ này chúng ta có những thiết bị như thế nào? Thì đây là những thiết bị nhỏ gọn, tiện lợi và nhìn khá là vui vẻ nữa. Thì đấy chính là những cái điểm thu hút của những mẫu mini PC. Nếu nói về phần cấu hình thì những cái mẫu mini PC sẽ đi ngược lại với những gì mà một người dùng cơ bản những cái thiết bị máy tính để bàn mua, đó là sức mạnh thuần túy. Về điều này thì khiến cho nhiều người không mặn mà lắm với mini PC. Những cái điểm mạnh mà khi anh em mua thực sự anh em cần quan tâm là những gì? Đó là thiết kế độc đáo, thiết kế nhỏ gọn này, rất đẹp. Cấu hình được fix sẵn với đúng nhu cầu, mức điện năng tiêu thụ vừa phải và kết nối cực kỳ đa dạng, bởi vì cái cổng kết nối và một số công nghệ không dây chắc chắn sẽ tích hợp vào để đảm bảo tính tiện lợi. Vậy thì còn những điểm yếu mà anh em hay nghĩ tới là gì? Khó nâng cấp này, cấu hình yếu và giá trị thanh khoản thấp. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích về ba yếu tố này đi. Thì với việc suy nghĩ và định hướng tới việc mua mini PC thì việc khó nâng cấp là điều tất yếu, và mình xin khẳng định điều này là đúng, bởi vì những cái thành phần linh kiện ở bên trong phải tối ưu để có thể có không gian để chứa thành phần linh kiện khác, và việc nâng cấp sẽ chỉ dừng lại ở RAM và SSD. Với một cái cấu hình như vậy anh em sẽ sử dụng cho những cái mục đích gọi là cụ thể và rõ ràng hơn, thế nên nhiều người ta sẽ quy chụp chung rằng đấy là cấu hình yếu. Giống như laptop vậy, chúng ta có những mẫu laptop Ultrabook này có mức giá rẻ này, có hiệu năng vừa phải để sử dụng, hoặc là chúng ta có những cái bộ laptop gọi là cực kỳ hầm hố để có thể chơi game. Vậy thì những cái sản phẩm mini PC đồng bộ cũng giống như vậy, cũng giống hệt luôn, chỉ khác là chúng ta chưa có sẵn màn hình thôi. Đấy là mình còn chưa kể đến những phiên bản mini PC, mình đang có phiên bản ở đây chuyên dụng dành cho gaming, với một thiết kế trông nó đặc biệt hơn, trông hầm hố hơn, cái cục sạc đi theo to hơn, và đây những cái thành phần LED RGB cũng có trên những cái sản phẩm như vậy. Về cái yếu tố này mình thấy hơi lạ một chút, đó là tính thanh khoản thấp. Cái này thì thực sự với một thiết bị điện tử khi mà chúng ta mua về, điều quan trọng nhất là cái tính thực dụng và phục vụ cho nhu cầu cá nhân, chứ không phải mua để bán. Và một số những cái bạn sẽ suy nghĩ rằng tôi mua sau này tôi nâng cấp, tôi bán thì sẽ như nào? Thì anh em cứ tưởng tượng cái sản phẩm mini PC đồng bộ này giống như một cái mẫu laptop của anh em vậy, anh em sẽ dùng rất lâu, sản phẩm bên trong linh kiện được tối ưu và dùng rất bền. Khi mà anh em không có nhu cầu sử dụng nữa, anh em hoàn toàn có thể để cho người thân sử dụng, hoặc là khi mà chúng ta muốn bán thì chúng ta cũng có thể tìm những cái hội nhóm, những cái người mà người ta cần, thực sự cần như vậy để bán. Chứ còn anh em phải tính lẻ từng thành phần linh kiện một để có thể sẽ gọi là so đo ra, thì điều đấy nó hơi buồn cười một chút. Và có một điều chắc chắn rằng những cái sản phẩm mini PC này, cái thành phần ở bên trong đã là tương thích 100%, và độ bền về cơ bản đi cũng sẽ cao hơn, bởi vì là chúng ta sử dụng chúng ta chỉ nằm im một chỗ thôi, anh em không can thiệp vào, CPU anh em không thay được này, GPU anh em không thay được, cũng không có lý do gì để anh em suốt ngày tháo ra lắp vào mà phải lo hỏng hay là lo phải nâng cấp sửa chữa gì. Quan trọng ấy là việc lựa chọn mini PC, anh em có thể chọn mua những sản phẩm là tùy ý này, chúng ta có thể lựa chọn những cái góc gaming sao cho phù hợp nhất này, nhỏ gọn này, đặt trên bàn, hoặc thậm chí những sản phẩm chúng ta có để sau màn hình luôn. Trước mặt chúng ta chỉ là một cái màn hình, chuột, bàn phím và thậm chí là thêm một cái tai nghe thôi. Điều đấy sẽ làm cho cái góc làm việc của chúng ta trở nên gọn gàng và thú vị hơn. Thì đấy là một trong những mục đích lớn để chúng ta có thể cân nhắc và lựa chọn. Và dĩ nhiên điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu sử dụng. Nếu như anh em nào mà là một người thường xuyên chạy theo công nghệ này, thay đổi hàng năm, thì chúng ta nên sử dụng những bộ mini PC custom. Chúng ta có thể thay CPU này, RAM, SSD, TGA, thậm chí là bo mạch chủ, tất cả những thành phần linh kiện chúng ta đều để thay lẻ được để chúng ta có thể lựa chọn và sử dụng sao cho phù hợp. Còn những anh em nào mà chúng ta cần một lựa chọn an toàn hơn, có thể sử dụng trong vòng 3 đến 4 năm mà không cần quan tâm nhiều đến cái cấu hình, chúng ta chỉ cần sử dụng để phục vụ cho nhu cầu cơ bản nhất thôi, thì chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm như này để sau màn hình nhỏ gọn hơn, cực tuyệt vời. Vậy thì anh em đánh giá sao nếu như bây giờ anh em có cùng một mức chi phí khoảng 20 đến 30 triệu đồng, chúng ta sẽ lựa chọn những sản phẩm như nào. Mini PC đồng bộ, ở những bộ mini PC chúng ta tự custom hay là chúng ta mua những cái bộ desktop cực to, ý kiến của anh em nào? Đừng quên để lại bình luận nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.